Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng một cái máy chơi game PS4 cho người mới bắt đầu chơi các bạn nha. Bắt đầu sử dụng lần đầu nha các bạn, có thể sẽ gặp rất là nhiều bỡ ngỡ. Cái khâu mà kết nối giữa PS4 với lại máy tính thì nó khá là đơn giản rồi. Nó chỉ có một cái jack cắm nguồn và một cái dây HDMI để các bạn kết nối với cổng HDMI của TV, và sau đó các bạn chuyển đổi sang cái chế độ mà của cái cổng HDMI đó để các bạn bật và khởi động cái PS4 lên. Thì cái khởi động PS4 thì có hai cách. Một là các bạn ấn vào cái nút ở trên cái điều khiển này thì cái PS4 sẽ tự được bật lên, hoặc là có một cái nút ở ngay trên cái máy PS4, các bạn ấn vào đấy thì nó sẽ khởi động. Thì sau khi khởi động thì ở cái lần khởi động đầu tiên thì các bạn phải kết nối cái tay cầm này với lại cái PS4 cho cái lần đầu tiên. Nó là cái cổng micro USB này và cái dây cáp đi kèm theo kia. Thì các bạn sau khi các bạn đăng nhập vào trong cái màn hình chính thì nó có giao diện như này đấy. Thì các bạn gạt sang trái sang phải để lựa chọn thôi. Các cái game mà mình tải về hay là mình dùng đĩa thì nó sẽ hiện ở đây, còn nếu mà nó không hiện thì các bạn có thể kéo về phía cuối ở cái phần thư viện này. Ấn X là để chọn nha các bạn nha, O là để thoát nha, X là để chọn. Thì nó sẽ hầu hết là nó sẽ nằm tất cả trong này, không trò chơi hay là ứng dụng hay là các thứ, nó sẽ nằm hết ở trong này. Đấy, nếu ở ngoài nó không hiện thì ấn O thì lại để thoát ra phía ngoài. Đấy, thì còn lại là để mà tắt bật hay khởi động lại cái PS4 sau khi bạn chơi xong ấy. Nhiều bạn lại không biết là lại cứ ấn nút nguồn hoặc là cứ kệ nó mà tắt rút điện luôn thì nó rất là hại máy, và nó đấy là tắt không đúng cách. Các bạn ấn lên phía trên này và kéo về phía cuối cùng này, nó có cái biểu tượng nguồn lên này đấy, hoặc là cái biểu tượng này kể cả thêm tiếng Anh thì cái biểu tượng các bạn truy cập vào cái biểu tượng này lại ấn dấu X này đấy, thì nó sẽ có mấy cái lựa chọn này: đăng xuất này, chuyển đổi người dùng này. Chuyển đổi người dùng là mình lại thoát ra màn hình để mình dùng cái account khác, bởi vì mỗi account thì khi mà bạn chơi các trò thì nó sẽ lưu với cái account đấy, chứ còn khi một người khác dùng thì sẽ không vào chơi tiếp cái bản mà các bạn lưu được. Nên là đấy là cái tính năng của chuyển đổi người dùng. Còn vào chế độ nghỉ này, đấy sẽ nó sẽ giống như là chế độ chờ của máy tính, chế độ sleep ấy. Còn cái cuối cùng là cái tùy chọn nguồn này. Cái này là hay sử dụng này, các bạn có thể vào chế độ nghỉ này, tắt nguồn PS4 hay khởi động lại này. Đấy, thì các bạn chỉ cần chọn và ấn X là xong. Còn nếu mà muốn thoát ra màn hình chính, các bạn có thể ấn cái nút PS này hoặc là bách 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 vài lần là nó sẽ quay trở lại thôi. Còn lại các cái tính năng khi chơi thì các bạn khám phá tùy vào từng trò này, các bạn có thể khám phá cách chơi. Nó khá là đơn giản, nó chỉ có mấy cái nút ở đây thôi, mình sẽ dò sẽ ra hoặc là nó có cái hướng dẫn. Còn khi mà chơi thì cứ muốn thoát ra vào một trò này, xong các bạn muốn thoát ra thì chỉ cần ấn cái nút PS này thôi, nút PS này. Đây là nó đã vào trò chơi rồi này. Muốn thoát ra này, mình đợi nó vào phía bên trong này thì mình có thể thoát ra được. Đây nó đang bắt đầu vào trò chơi. Đấy, thì sau khi nó vào bên trong rồi thì các bạn có thể ấn PS để nó thoát ra. Đấy. Nó thoát ra thì còn một cái chức năng nữa là cái nút này gọi là nút option này, nút bên này là nút share này. Đấy, nút option thì các bạn ấn vào đây để có thể chọn đóng cái ứng dụng đấy này, đóng cái ứng dụng. Đấy, ấn X thì nó đóng hẳn cái ứng dụng này đi, nó không chạy ngầm nữa. Đấy, để có thể mở ứng dụng khác không bị chạy ngầm. Đấy là một vài cái hướng dẫn sử dụng cơ bản của người mới bắt đầu chơi PS4. Cảm ơn các bạn theo dõi clip, nếu thấy hay like, share, đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Tạm biệt tất cả các bạn.